nó cháo luôn. Rồi cái này giờ coi như tép là thầy luôn á. Nó rớt con tép, bữa cho trắng. Cá trắng cá gì? Như túi nó lọt cái túi rồi. Lấy vỏ rồi đã. Đứa rồi cái gì? Rậu 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 cái gì? Chị cho. 5 con. Bóp. Má được như cái mồi nhậu chắc còn tới sáng luôn. Ta ngồi dưới tao thấy cá ta chà chứ hai mày ổn bự. Đây được con dế. Bắt dế luôn. Bắt dế. Có gì bắt đó. Quần giả hả? Không rồi nước á thấy nó nổi đầu lên giỡn. Ở bên này nè, nó đi xuống nó bụng. Dạ thấy nổi hơi mệt á. Dạ muốn thấy nó nổi hơi mệt á. Phòng Sơn xin kính chào bà con cô bác đến kênh Phòng Sơn. Chúc cô bác một buổi tối vui vẻ. Nay chiều tối nay mình đi chạy đêm với mấy anh em trong tập phòng mình nha. Cô bác theo dõi kênh mình nha. Được đi không? Có trình không? Trình. Nhóc luôn. Đây là mình chạy ở cái đường này cái này. Khu tái định cư của đường Hùng Dương quá. Đây là những con lộ mà nó chưa bơm cát. Anh là con sông luôn rồi. Mình chạy đây mình kiếm cái tép tép bầu quá. Cái tép mũi rồi. Sao thấy bá Tư quăng ngàn ngàn nó dựng hai quăng ngàn ngọc quá. Mỗi năm mấy cái này cá dữ lắm mà năm nay. Bá Tư đó rồi. Đây là anh Đại trong nhóm. Ở lần cổ tài chài cá. Tôm hùm. Thấy gì kinh trạng có lý hơn á. Trời ơi kinh trạng không có gì nữa. Kinh trạng là xuống người nó chìm dưới đâu có được. Cứ chạy thiếu. Ồ không có rồi. Không ăn rồi. Hết khô rồi. Một cái nữa không có đi ra được ra đi vô. Vô đi chạy cho nhanh. Nếu bà nói chạy cá tượng chiên đi. Chạy đi để mọi người có kiên nhẫn không? Lần khi chạy dưới cái lốc rồi sao không? Ngoài có đánh kiên nhẫn rồi được chứ. Bốn ngày tới chúng ta một kiếm. Ngoài kiên nhẫn làm nên việc lớn chứ. Mấy cái sao chạy được cái lốc rồi sao không? Cái này với cái lốc không chừng. Cái lốc này có không có? Cái lốc này xuống này có. Đây là khu cảnh đường Hồng Dương của bác, đây có hội chợ triển lãm hàng phái Việt Nam đang mở cái chợ ở đây. Cảnh đường đêm của đường Dương nó dài của thành phố Mỹ Tho. Từ nói vậy hội thấy nó gì giật bay xuống dục điện thoại lên bờ luôn á. Giờ đêm nhưng thấy không rõ rồi, có tối quá. Mà tối thiệt. Phép nó kéo không giật giật. Đang chạy lên nè. Không giật giật hết. Trình không. Ờ, cái con cá nè. Con cá trắng luôn. Cá bự chà bá. Cá cây. Cá cây. Wow. Ba dừa dính vô luôn gỡ mê luôn. Lấy con câu lấy con đạt. Trời gì mà có cá không có cá nào hết. Nãy giờ theo con tép giờ con tép ta không thấy luôn. Nãy được ba con tép. Dưới con nghiêu bự quá. Đừng có nãy, gắn đi hết được con đường ra, cái đâu. Đủ cá bập sao không? Cá xấu đâu. Xin nhé, xin. Những con đường Dương làm mấy năm rồi mà đang trong quá trình bơm cát cho là làm đường cái nền rồi hơi xình quá khó đi quá cái cỏ chà chặt giả ừ. Thấy là muốn gì luộc cũng được luôn á rau muống cũng nhiều à quá trời cái đường vô cái đường cái này cái con lộ bự cái này con sông luôn rồi quá cỡ con cảnh tối giờ đêm đẹp quá câu trong đáp mới rau đồ đó chứ nghe nó kiếm rau ra nước không mà này là những thợ săn săn đầu đồng con đi về đêm nhiều lắm
luôn cái vỏ đó cũng hai nặng nặng à. Trang. Này bên kia là có một cải đậu ra nữa. Qua trời rồi luôn. Thấy dựng hai bàn dưới mò nhanh hơn. Mò dưới mò ba dưới mò. Dưới hai mò thấy xéo không à. Nhắc. Rồi đây. Đó, đã hai ba cái đèn rồi mà. Không bằng nổi rồi. Nó nhà nhắc nè, phải chỉ có muối đây nên chấm ngon. Cái gì? Ốc cái thằng kia. Cá tắng. Ủa, con cá. Mẹ. Ồ, dàn sư khởi đầu nè. Bây giờ mới là bây giờ mới là bội thu đây. Cái này hơn có cái nãy được con cá 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 mà mẹ bự chút coi đây. Con cá này ở đâu? Con cá đây. Vô lấy bỏ ốc cá đi. Trời ơi. Bà con bác chú anh chị thấy vui vui đăng ký kênh Dùng Thầu Sơn nha. Cảm ơn rất nhiều. Đã cái hang trùng nó chạy thấy mẹ luôn rồi lấy gì nó móc. Con trùng có ngón. Con trùng có ngón út luôn mà lấy gì nó dám. Thành phố về đêm. Cái này câu này cắm câu có thể có lắm không? Mà chắc tỷ lệ ít tại vì chỉ cái cá lên thôi chứ mấy cá xuống. Chiều bãi xuống bơi được rồi. Tư. Dạ. Ông già ướt. Ba cái người vô cũng nhớ cái chạy đó. Phải đăng lên cho thấy cảnh về đêm của thành phố Mỹ Tho. Đây. Khánh về đêm rồi rất là đẹp nha các bác. Trời nãy giờ. Cũng nhiều lắm rồi á. Mấy hai ba con. À, có một cái lồng kiếc bự bự rồi đó, đây có cái ngang cá chặt. Tép. Chắc được cả ký á. Ký được cái vỏ á. Đúng rồi. Cái trời. Cái miếng nước nữa. Có cái nhện tới sáng này cũng nhiều thôi. Thì có thời gian xíu. Mày chọi hoài chứ. Cái đầu dò được các bác. Mình nuôi bò nó dẫm quá, đi ăn không được quá. Bây giờ như dần hình như dần gai. Dần gai. Ôi. Con bắt gì hai ba con kìa. Mình quay về thành phố về đi mà cô bác. Đây gồm những gia đình đại gia đình lớn đang đi chạy cá đêm. Con cá cái tráng trời nó bự ghê luôn. Hỏi vô. Cá đó ăn mấy ngày không hết luôn á. Đi bắt cua đi đi em chạy cho. Bắt cua đó. Có cua cá nóng kìa. Thằng cái đèn bắt cái này đèn ăn đổi đầu thằng bắt cho bắt. Với chị rồi. Ông này tối nay dài vàng quá, có biết có bệnh gì không đây? Hết tiền. Bệnh gì bằng túi. Tại giờ thất nghiệp quá thì gì bằng túi. Mình thấy dài vàng hôm nay nhà khe không nè. Bây giờ là tại vì điện thoại quay vàng á. Quay màu vàng á. Thì tấp chích chứ nữa là đang câu cua về đi như các bác này. Mà xa quá rồi không tới. Không thấy cái đắng đâu dài quá trời. Cái này cái lỗ bự quá. Nó nhỏ hơn xíu nữa là nhuyễn. Mất cái cơm. Không có gì nhất. Con gì vậy? Nguyên con vừa nước luôn. Cái xấu.
Tại nó chạy với con gì đây. Đồ tép bự chưa tép bạc á. Bạc. Vì tép bạc chứ không chứ nhiều chứ bự giống vậy đây. Mà tại chạy hoài không có thôi. Chạy né mình. Em chạy cái là có tư. Né mình. Quá trời luôn cái đường vuông mà bây giờ cái biển luôn. Cái biển nó ngoài kia rộng hơn mong. Cái bờ thổ này là mà nó móc là có cái bạc ở cái mũi rồi. Ừ. Đó tép cái đống luôn con nhớ không? Nó núi ăn hết một đống luôn. Mà bộ gì má cam có mà lỗ luôn. Rồi chuẩn bị giữa hai quan cái y chang con luôn. Quen mấy luôn. Giữa hai quan xong bán dưới luôn. Nãy giờ đừng cái. Nãy giờ đừng cái. Lập chuyên môn kề kề cá không? Đi kề cá đi ạ. Chuyên môn kề cá đi ạ. Chuyên môn kề cá đi ạ. Chuyên môn kề cá trộm. Đưa đi xài dưới ta. Rồi, tấm chuyện thôi. Đó. Mà bút tục tục của mày. Nghe tép tục 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 không? Cá lóc. Cá chào bạn. To thôi, thùng nó gớt vừa luôn. Đó, đó, cái sạc nó nhảy bố bố bố. Tép nữa kìa. Cua, cua. Cua, bắt cua. Bắt con cua đồng. Cái này hơi nhiều hơn hồi nãy rồi nha. Ủa, trong đâu lại? Đi bắt cua. Sao vậy? Đi bắt cua xong đem vỏ đi mất tiêu. Đó, bà để dừa nè, nó dưới gì đó. Trời ơi. Tại nhiều ghê luôn, không có tép hả? Ai chạy, anh chạy hả? Đó, đi vô chạy cái đẻ cá bà nội đi. Lúc nè. Nè, cái cắn nè. Nó không thấy là chạy vô chạy cái chạy bự quá không biết. Cái cơm nè. Thành phố giờ đêm bí tho. Chỗ này mới đẹp nè. Ừ. Chỗ quăng cái chạy xuống mới đẹp kìa. Cái chạy trước. Cái này dính một con cá lóc chừng 2 kg thôi. Có cá không rồi đứng cái bịch cua đi luôn rồi ông nội. Có 2 kg khó à. Chạy cũng chạy khách. Đây là những cái thuốc nam của cô Việt Nam mình bỏ nha. Thuốc nam Việt Nam không ạ? Còn đây là những đống rau nhút mà đâu có trời đâu. Có trồng nó trồng hay ta? Cái tạch trọng hả? Nhúc quá. Nhúc tạch trọng rồi chứ. Đồ khó. Tổ đồng dung gì tảnh chứ. Ừ. Nó đem phá ra nhà trọ cho chung này nó. Nó vừa sống à, lách chạy luôn á. Nó nó bụng đó, kéo dưới vậy. Nó bụng đẹp. Rồi cái tắm. Bắt cá đừng có vỏ cá đâu. Vỏ cá nó đem biến thế này. Vỏ đó mà đựng cua rồi về gì được. Má, không có gì cả. Có đó rau dừa rồi nè. Ra. Hải sản quá trời luôn đó. Qua ừ. Quảng cáo. Vô tôm con. Quá vô thì cá trà ra được quá. Cái con ốc. Ốc bắt gì? Cục đất. Thất thù quá này, tưởng đâu có. Ừ. Mà giờ không có con nào hết. Đây có con tép nè. Ừ, tép bầu. Má tức quá, mai mua chạy thêm bữa, chạy hết nước lên. Mai mua lưới với chạy, lưới kéo luôn hả? Cái này cứ mày kéo lượng nha. Tính chạy thử có không mua lúa nào anh nhờ tức lớp rồi. Ở dưới ổng có cái lưới á. Ai? Dưới ngoài nữa. Cái lưới, cái lỗ cả hai con tay mà lưới vậy. Mà đi lưới cá giòn hả? Lưới cá trà. Thôi lại. Lưới cá, lưới cá lớn. Về đây luôn. Về đi con, về với mẹ cha. Em về đây vô để lớn bắt mẹ. Về đi con. Thôi bà con bắt đây, mình là chạy. Cái này không có rồi các bạn. Mấy bé ơi. Chúc một bác một đêm vui vẻ nha. Hồi xưa chào tạm biệt nha.